vậy lúc 3 giờ đó, 3 giờ. Đó có hai lớp cửa, có hai lớp cửa, một lớp cửa kéo xuống và một lớp cửa ngang qua nữa. Dự án ở ngã tư cây sung, đây ngã tư cây sung, dự án chèo cổ, anh này 30, sinh năm 1983, phát hiện lúc 3 giờ. Trong điện gian hả? Hay sao? Thấy ai? Thấy anh hả? Thấy anh Công? Xong điện anh? Ờ mà vậy thôi, nhớ hơn cho mình tự nó
không cho lại, không cho mình vô nhà thôi, hiểu không? Còn mình đứng đây quay mất mớ thì... nhưng mà hồi nãy á, là đóng cửa đâu vô được đó, nó phải nhờ cái cửa đây nè, nó chui đó. Nhà cái bên trèo qua mà nghĩ sao to rồi sao nói vậy, có đường vô nhiều, cái hai nhà có cái có dưới trời hoài sao á, này nó cũng dễ hơn, chạy lên nè, tại mình mới thấy cái bên lại dưới á, cuốn mà nãy bởi chặt đầu khó lắm anh, cuốn đâu có nãy được, qua trên qua dưới rồi, cuốn sao nãy được. Để bây giờ anh nãy nhưng mà nó không có lên được. Thì bây giờ vừa đủ à, lỗ mà chui vô đúng rồi, chứ vừa đủ mới đẩy gì, vừa đủ lỗ chui vô thôi. Vô còn lớp cửa trong nữa mà. Còn làm cửa kéo nữa kìa. Còn cửa kéo nữa. Còn cửa kiến còn gật ở trong. Không phải cửa kéo với cuốn à. Ấp bắp vô cho xe ở đây rồi. Yeah, yeah.